Anh giới thiệu cái một cái combo mạch 4 tắc đơn ha. Đây thì đây những linh kiện như sau. Đây một cái ba mạch MD9840, công suất 150W ha. Có chống hú ha. Có chưa nguồn sung. Đây đang đánh cái bát 4 tắc này, con 51 này, từ 140 này ha. Có chưa, đây lô chung này, đây lô chép này, chép 250 này. Đang lắp bình này. Đây micro này ha, micro bị dụng pin 18650 ha, có chống hú này ha. Đây thì đây bo mạch này, bên trong bo mạch này. Ok, thì bo mạch này nó sử dụng đang sử dụng IC MD9840 ha, công suất 150W, cho phép mình tải loa 4 tắc đơn, 3 tắc đơn, 3 tắc đôi. Ok chưa? Rồi, thì đối với cái mẫu này nó chống hú cho nên là cho phép mình ca sát loa luôn ha, không sợ hú ý gì hết ha. Rồi, đây, bass đánh mạnh ha, đây. Thì bên trong kết cấu của nó có nhiều chỗ này ha. Nè, micro không dây nè. Đây là phần lắp micro không dây nè. Rồi đây lắp bình nè. Đang lắp bình nè, đang nguồn sung nè. Để mình cắm điện 220 vô, xài điện 220 cũng được ha. Và để sạc bình luôn. Rồi. Em thử tiếng micro cho các anh em xem ha. Đây, gần bên nè, không sợ hú nè. Ha. Gần bên nè. Gần bên luôn. Đó. Nếu mà không có lập trình chống hú á, thì nó sẽ đưa vào là nó rít tắt mạch ngay lập tức ha, và nó chép có thể bị hư liền đó. Còn nó chống hú thì mình đưa vô gần bên này, nó sẽ kêu re 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 vậy. Ok chưa? Thì mic mình đang đỡ mức cao nhất nè, mức chín luôn, chín được âm lượng rồi ha. Đó, để cho các anh em thấy là mình đang tăng cái mức mic lên cao nhất ha. Thử alo ha, tới mic rồi ha. 1 2 4 5 6 7 9 1 2 5 6 7 9 1 2 5 6 7 9 1. Thì cái này lập trình ha, lập trình cái tiếng lập trình nó trong trong veo như thế ha, trong vắt như thế, lập trình trong hố ha. Thì ở đây mình các anh em nói là game bo này nhỏ ha, có đánh được cái 4 tắc đơn hay không ha, mình thử cho anh em xem. Căng chưa? Đó. Thì mình thử nhanh thôi. Giờ mình sẽ thử đoạn keo cơ nhỏ nè. Alo. Alo, alo, 1 2 2 6 6. Rồi thử đoạn nhỏ keo cơ ha. Một hai hai sợ. Đôi khi chờ nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau. Trong bao đêm giấc mộng xôn xao, anh có bên nào ai đón ai đưa. Ok ha, tới một đoạn nhỏ ha. Để gì mình đánh giá được cái tiếng DSP lập trình này nó có đạt hiệu quả hay không, cao hay không ha. Đây. Thì đây là cái kết cấu của một combo 4 tắc đơn, âm thanh tuyệt vời luôn ha. Đây, kết thúc video tại đây.